Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas với chương trình Dỗ Tổ Ngành Kim Hoàng được tổ chức vào hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 3 vào lúc 7 giờ tối tại nhà hàng Ocean Palace. Xin mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi. Mặc dù tha hương viễn xứ hơn 40 năm trên đất khách quê người, nhưng ngành kim hoàng ngày càng phát triển. Trao đổi với ban tổ chức, chúng tôi được cho biết những nghi thức được chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng, vẫn giữ gìn được truyền thống văn hóa Việt Nam. Hôm nay là kỳ đệ nhị tổ sư. Ông đệ nhất tổ sư là đã làm lễ cách đây 2 tuần rồi. Vì tại sao mà có cái đệ nhị tổ sư và anh em chúng tôi tổ chức lớn? Là vì cái đệ nhất tổ sư là cái ông cha, ông chỉ truyền bá lại cho người con thôi, chứ ông không truyền lại cho đệ tử. Thành ra cái người con sau này ông lại truyền lại cho đệ tử. Thành ra mới truyền đến cái ngày hôm nay để người chúng tôi. Vì vậy chúng tôi nhớ ơn đức của đức tổ sư, thành ra cũng quy tụ về đây để nhân lại hương để tự nhớ đến ngài. Đồng thời cũng là gặp mặt anh em đồng nghiệp trong cái tinh thần đoàn kết, nói sự người. Đó là cái điểm đặc biệt của cái ngày kỷ hôm nay. Tôi là Hòa Cầu, trưởng ban nghi lễ của Hội Kim Hoàng tại Houston và vùng phụ cận. Buổi lễ hôm nay, chúng tôi cũng có cái ban tế lễ của Hội Kim Hoàng, gồm ở trong đó có 3 ông Trần Bãi ở miền Trung, tức là ở Huế. Khi nào làm lễ cũng ông bà, vua chúa là đều có nhạc lễ và chiêng trống. Thì hôm nay chúng tôi cũng làm lại những cái gì mà chúng tôi có thể giữ được cái truyền thống ông cha chúng ta để lại. Và đặc biệt hôm nay, quý bà và các anh chị đã bỏ công ra để chuẩn bị cho buổi lễ, gồm có tất cả trên bàn thờ quý vị đã thấy rằng rất tôn kính và trang nghiêm. Ngoài cái lễ vật mà cùng kiện chúng tôi cũng gồm có heo quay, xôi, chè và một vài món ăn khác. Đó là buổi lễ mà chúng tôi đã tổ chức ngày hôm nay. Ngày Dỗ Tổ nói chung là buổi lễ trong phong tục tập quán của người dân Việt nhằm tưởng nhớ đến người đã khuất, cũng như lòng hiếu kính đến bậc ân sư. Ngày 27 tháng 2 mùa hàng năm thì chúng tôi đều có tổ chức, không ngoài cái mục đích là để nói lại với những người thế hệ trẻ luôn luôn ghi nhớ công ơn của Tổ. Và khi có Tổ có dạy rằng là trên cái vấn đề nghề nghiệp, cái tâm của mình thứ nhất là phải trong sáng, làm việc là phải nói tất cả những cái gì mà mình phải thấy đúng, chứ không thể nào gian dối trong vấn đề nghề nghiệp. Bởi vì như vậy cho nên chúng tôi cứ hàng năm người lớn thì tụ tập lại tổ chức buổi lễ, kêu gọi tất cả những lớp trẻ nói theo để tiếp tục nối truyền đời này qua đời khác. Và đó là cái ý muốn cũng giống như những người lớn tuổi như chúng tôi đã và đang tổ chức. Vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận trong đại lễ Dỗ Tổ ngành Kim Hoàng tại thành phố Houston. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng lần sau.